Trước đây, thời điểm đất nước mới giải phóng còn gặp rất nhiều khó khăn. Chiếc xe máy thời đó đáng giá cả gia tài, chỉ có những người khá giả mới có thể mua nổi. Chục năm sau, người ta vẫn quay về với những dòng xe lỗi thời đó, phát triển nó thành trào lưu thịnh hành mang tên chơi xế cổ. Thì như em biết là cái xe này nó sản xuất năm 1954, xe hiệu của nó là Lambetta, mà cái thời đó người ta sau này người ta hay gọi là Lam già đó. Đó thì nó là một cái xe mà anh cho là đến bây giờ đó, anh tìm hiểu nó đó, thì có khả năng là trên thế giới nó cũng không còn cái xe đẹp như vậy nữa. Đó, xe và cái độ zin của nó từ trên xuống dưới, từ cái vỏ xe, từ con ốc. Đó, và máy móc của nó là zin hết toàn bộ. À, thì mà để mà giữ một cái xe như vậy thì cả vấn đề rất là khó. À, về những cái món đồ khác mà có thể để trong tủ hay như thế này kia đó, thì anh nghĩ mình giữ nó tương đối dễ hơn một cái xe. Cho nên chính như vậy mà những cái xe mà thời xưa đến bây giờ để mà giữ được như vậy nó rất là khó và nó rất là hiếm. Có những cái người giữ cũng phải biết cách để có thể giữ được. Đơn giản nhất là thí dụ chẳng hạn như em để trong cái phòng ngủ của mình luôn, em trùm cái mền lại vào cái xe. Nhưng mà nếu mà 3 năm sau em không lau, em dỡ ra cái xe nó cẩn xét như thường. Để trở thành một tay chơi có tiếng tăm trong giới xe cổ, anh Nguyễn Hiển Tuấn đã từng bị người thân chỉ trích, người đời cho là gàn dở khi đi thu mua những chiếc xe bị hư hỏng, lỗi thời. Sau hơn 10 năm kiên trì với đam mê, vượt qua không ít những khó khăn, nay anh khiến nhiều người, cả dân chuyên lẫn không chuyên, đều phải ngã nón nể phục và ganh tị trước bộ sưu tập hơn 200 chiếc xe thuộc cả chục niên đại về trước. Bất kể ai cũng sẽ choáng ngợp khi chứng kiến một rừng xe độc lừng lẫy vào những thập niên 50-60 của các hãng như BC, BMW, Vespa, Yamaha, Suzuki, v.v. Đặc biệt là bộ sưu tập một dọc những chiếc xe Honda Nam trải dài từ đời năm 1964 đến năm 1972. Có lẽ điều khiến cho anh Nguyễn Hiển Tuấn tự hào nhất là anh sở hữu trong tay kha khá cũng gần chục chiếc xe còn zin, nguyên bản, không chế hay độ. Trong đó có chiếc mà theo đánh giá trên thị trường khó kiếm được chiếc thứ hai nào có thể đẹp hơn. Không chỉ sưu tập xe, anh còn thiết kế sân chơi để các đối tượng mê xe cổ ở Sài Gòn gặp gỡ, sinh hoạt, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm chơi xe với nhau. Song song đó, Hiển Tuấn thuê luôn cả một khuôn viên khá rộng đặt tên là Hồng Cường Club với mục đích trưng bày bộ sưu tập xế cổ cho mọi đối tượng yêu thích xe thưởng ngoạn. Khi được nhìn thấy những con ngựa sắt từng vang bóng một thời, chứa đựng biết bao hồi ức đẹp đẽ gắn liền với bản thân và gia đình họ. Có thể nói, Tuấn có được bộ sưu tập xế cổ đồ sộ thuộc hàng độc hiếm có như thế này là cả một quá trình dài hơn 10 năm hao công tốn của đi khắp nơi để lùng sục từ Nam ra Bắc. Cũng có không ít chiếc anh phải tìm mua ở tận nước người mang về. Vì khi mình muốn sưu tập cái gì nó cũng phải có cái giá phải trả rất là lớn cho cái cuộc chơi của mình. Cho nên là hả, nó qua biết bao nhiêu cái khó khăn mà coi như có những lúc anh không cảm giác không muốn để tiếp tục đi nữa. Nhưng mà rồi cứ nó thôi thúc từ cái này cái kia, rồi mình cứ phải nghĩ à thôi giờ cố rồi thì mình cố thêm một xíu nữa để mình đạt được những cái mong muốn của mình. Mà trong cái lúc quá trình mình tìm hiểu rồi mình sưu tập á, thì em biết tưởng tượng có lúc mà coi như anh làm suốt từ sáng đến đêm rồi hả, tìm hiểu rồi hả, có khi ngồi mà lao cái xe đó em, thì khi nhìn đồng hồ lại có thể 3-4 giờ sáng đó. Anh chăm sóc xe như chính những đứa con của mình vậy. Mua về lắm chiếc đều hư hỏng bộ phận máy, đích thân anh đã từng là người mày mò sửa chữa chúng. Hòa trong chiếc xe còn là mồ hôi lẫn với máu của anh. Đúng chất một tay sưu tập có hàng, anh nhớ tường tận thông tin về niên đại, đặc điểm của từng dòng, hãng xe lẫn kỷ niệm gắn liền với từng con ngựa sắt mà anh đã dày công sưu tầm. Mặt khác, chơi xe cổ còn là một thú vui tao nhã, mang vẻ lịch lãm cá tính của người dân thị thành. Thú chơi đó toát lên nét đẹp văn hóa hiện tại, đáng trân quý khi ngày càng nhiều người như anh Nguyễn Hiển Tuấn nhận thức việc đến với xe cổ như một cách để hoài niệm lại những ký ức đẹp đẽ một thời về con người, về vùng đất Sài Gòn xưa cũ.